Vào dịp Tết, nhu cầu sử dụng thực phẩm, trong đó có mặt hàng thủy sản và thịt tươi sống các loại, sẽ tăng khoảng 20%. Để chủ động nguồn cung cho thị trường phục vụ Tết, từ nhiều tháng qua, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các địa phương, chỉ đạo bà con nông dân tập trung sản xuất. Dự kiến dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân sẽ tăng khoảng 15 đến 20%. Thêm đó, Lào Cai sẽ đón khoảng 200 đến 300 nghìn lượt khách đến tham quan du lịch. Vì vậy, tổng nhu cầu thịt cá cần trong dịp Tết ước khoảng 6.000 đến 6.300 tấn. Nắm bắt rõ quy luật cung cầu này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã chỉ đạo các địa phương và hộ chăn nuôi đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp cho thị trường cuối năm. Chị cũng đã chủ động là tham mưu cho sở nông nghiệp các văn bản chỉ đạo hướng dẫn người dân thực hiện tái đàn, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học. Về con giống thì chủ động sản xuất con giống tại chỗ, không mua con giống trôi nổi trên thị trường và thực hiện các biện pháp an toàn sinh học. Tại huyện Bảo Thắng, địa bàn trọng điểm chăn nuôi của tỉnh, các hộ chăn nuôi đã chuẩn bị được khoảng 2.770 tấn thực phẩm tươi sống cung ứng cho thị trường Tết. Chăn nuôi quy mô lớn, trang trại của gia đình bà Đào Thị Vuông ở thôn Thái Vô, xã Xuân Quang luôn duy trì 500 con lợn thịt, 100 lợn nái cùng một lượng lớn gia cầm. Năm 2021, mặc dù giá thức ăn tăng cao, nhưng đàn lợn, đàn gà vẫn được nhà bà Vuông vào lứa đều đặn. Từ giờ đến Tết đến khoảng tháng 11 thì tôi có khoảng 270 con là xuất chuồng. Gia cầm thì không còn nhiều gia cầm, bây giờ cháu nó vừa mới sinh cháu thì tôi chỉ nuôi có 3.000 thôi. Tại xã Điện Quan, nơi có nhiều mô hình nuôi gà đồi của huyện Bảo Yên, người dân cũng đang đẩy mạnh việc vỗ béo cho đàn gia cầm, đảm bảo đủ cân đủ lạng để bán trong dịp trước, trong và ngay sau Tết Nguyên đán. Đến thời điểm này để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, thì hiện nay trên địa bàn còn khoảng 50.000 con gà thương phẩm và hiện nay đang tái đàn khoảng 20.000 con ở các hộ trang trại. Và hiện nay cũng như được công nhận trang trại trên địa bàn, hiện nay thì liên quan có 13 trang trại đang hoạt động. Với sự chủ động, các địa phương và bà con nông dân đã chuẩn bị số lượng nguồn hàng khoảng 6.900 tấn thịt cá các loại. Lượng hàng hóa này không chỉ đảm bảo cung ứng cho thị trường trong tỉnh, mà còn cung cấp một phần cho thị trường ngoại tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.